Hãy xin chào anh em đã quay trở lại với channel Tây Game. Ok, anh em chúng ta lại gặp nhau ở combo vinh dự rồi. Xin chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với anh em nha. Ok anh em, mình có con hàng cầm server 04 này mà. Con hàng giá rẻ đó ha, chỉ với 500k. Mình vừa vào check app thì nói chung là chưa có điền cái gì hết. Chỉ cần đổi boss là có thể chiến nha anh em. Một con hàng 500k. Hình như là VIP 9 thì phải. Cùng vào review luôn ha. Nhông chú hàng này ông mới mua cái ạc nếu mua ạc cao hơn thì phải. Đu có con bét hồng nè. Bét hồng anh em. Bye bye rồi. Viết chính nè. Còn 600k nữa. 600k nữa lên viết 10 ha. Bản xếp hạng nè. Hàng xếp hạng ải hạng 4 nè. Hạng cấp hạng 5 nè, hạng được chiến hạng 4 nè. Để coi 4 nè. 75, 78, 96, 98. Server 04 này có vẻ còn đông đúc nè. Đấy. Kỹ năng nè. Ở con DK lực nha anh em. Đấy. Còn hai cái đó chưa mất thôi ha. Con ép thì ép trí nha anh em. Con pháp sư. Đấy. Tiếp theo là cái phần nhân vật nè. Cơ bản thuộc tính của DK lực nè anh em à. Con ép trí nè. Con pháp sư trí nè. Trang phục nè. Trang phục ở pháp sư không có nè. Ép không có nè. DK thì 5 món ha. Tọa kỳ. Thiên mã nè. Hoàng kim nè. Thiên mã và hoàng kim nữa ha. Hai con ha. Ảo hình. Không à. Kỹ thuật. 5, 10, 15, 20, ô thứ 22, level 2 ha, thánh vật nè, sách pháp ma thì 100 mà, thấp nhất 60 nè, kiếm xa ngã cao nhất là 65, thấp nhất 55 nè, 100, 17, 15 nè, đâu quên phần lỗi nè, sách pháp ma được 3 món nè, kiếm xa ngã 5 món nè, 100 không có nè. Huy chương nè. Huy chương có bộ cuồng mạo nhện ma đỏ rồi nè. 5 con cam nè. 6 con tím nè, 2 con xanh lục nè. Ngọc. Ấn DK, ấn con F nè. Con pháp sư nè. Bậc 4 nè. Cặp vũ khí thiên thần 4 đặc biệt ấn DK ha. Con ép thì một cặp luôn nè. Con pháp sư một món nè. Bậc 5 nè. Ở con DK nè. Con ép nè. Con pháp sư nè. Bậc 6 nè. DK nè. DK win 3 nha anh em. Đấy. Con ép nè. Pháp sư nè. Bậc 6 nè. DK nè. F nè. Pháp sư nè. Bậc 8 nè. F nè. DK nè. Tinh luyện cánh nè. 36% ở bậc 4 nè. Ở con DK ha. Bậc 5. Bậc 5 23%. Bậc 6 30%. Đó nè, cam. Hai cam một đỏ bậc 4 anh em à. Bậc 5 nè. Và một cam một đỏ một tím ở bậc 5 luôn, bậc 6 nè.
6 con DK có con hồng ha, thì thần thần ấn nè. Đấy. Con F thì cam tím tím một cam một hồng ở bậc 6. Đấy. Bậc 7 nè. Có một cam thôi, còn lại hai tím ha. 8 nè. Và một cam hai tím luôn ở bậc 8, thần trang nè. Bậc 4 nè. DK nè, F nè, pháp sư nè, bậc 5 nè. DK F pháp sư. 6 nè. DK F pháp sư. Bậc 7 nè. DK F pháp sư. Bậc 8 nè. DK F pháp sư. Rồi, 500k thôi anh em à. Để xem phần nguyên tố luôn nha. Nguyên tố được 3 ô 3 sao rồi nè. Level cao nhất 77, thấp nhất là 74 ha. Con F thì level cao nhất là 51, 51 hết rồi. À. 51 hết rồi anh em à. Con pháp sư. Pháp sư 50, 51 luôn. Ở cái con mà pháp sư đây. Con F đây. Con DK nè. Navi 987. Navi là hải quân cũ anh em ạ. Đúng không? Hải quân cũ của Mỹ hả? Đồ vật chính. Ở trong túi còn một thẻ chuyên nghề đây. Đấy. Đồ trong túi đây ha. Như lộn đồ trong kho, con này đồ ngoài túi anh em à. Cái lộn miết luôn á. À, để mình vô đấu trường nữa coi. Hiện tại nằm top 4 nè. Mình lực chiến bao nhiêu? 75. Đấu trường nè. 75 quốc 78 nè. Khiêu chiến nè. Chỉ với 500k nha anh em. 500k đổi bắt và chơi ha. Quá rẻ luôn. Server tương đối nhộn nhịp ấy. Server 04. Mình nằm sát bên luôn, mình ở server 03 này mà. Coca-Cola. Đấy. Xong ép nó đứng quay đầu ra nó không bắn luôn ta. Ép đùa à. Ép nó bị tuấn rồi này mà. À, ép lắc hay sao nó đứng yên vậy. Không thấy nó bắn. Đù. Rồi, chỉ với 500k anh em à. Chỉ cần 500k đổi bắt là chơi ha. Rồi mình cũng sẽ kết thúc video đây. Hẹn gặp anh em video tiếp theo mình. Nếu anh em có ý kiến hãy để lại phần comment dưới. Còn nếu ủng hộ mình để like và subscribe nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.